Ok anh em, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em mua ad Liên Minh Huyền Thoại trên shop ad shopbihang7.com của mình mới mở. Thì việc đầu tiên anh em cần làm đó chính là lựa chọn ad mình muốn, và có rất nhiều cách lựa chọn luôn, là tìm theo giá, tìm theo răng, rồi tìm theo trang phục, tìm theo tướng luôn. Và sau khi anh em đã lựa được cái ad mình muốn thì anh em mới chỉ cần bấm vào chi tiết để xem ad nó như thế nào. Giả bộ mình xem ad này. Đấy. Bấm vô xem, đây là tất cả thông tin của ad đó, răng, thông thạo, rồi mảnh đồ các kiểu này đều luôn, và đây là tướng nè. Đấy, và đây là trang phục. Và nếu như anh em đã ưng ý gạt này và muốn mua hàng này, một anh em chỉ cần bấm liên hệ Lê Phúc Tấn để báo lại với mình. Và anh em chỉ cần nhắn tin là hàng này là mã số bao nhiêu, 157 đúng không? Anh em chỉ cần nhắn tin là em muốn mua hàng 157 đó, và mình và anh em chỉ cần gửi kẹt cho mình và mình nhận được và mình gửi hàng cho anh em. Thì nếu như anh em có khó khăn gì về tài chính thì anh em hãy cứ nói thẳng cho mình, giảm được thì mình sẽ giảm hết. Và những ad mắc như thế này 500-600 ngàn nè, anh em gửi item cho mình sẽ tặng thêm cho anh em 25% số tiền trong shop này. Thì đây là các bước rất là đơn giản rồi, anh em chỉ cần lựa ad, nhắn tin cho mình và gửi kẹt về nhận ad thôi. Và mình khuyến khích anh em gửi bằng ATM nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi mình, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bill Sugi đây mọi, thì chào mừng anh em đã quay trở lại với series mà Bill Sugi đến thường và cùng luôn đồ dĩ với anh em nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với series đó và cùng với con tướng là Wukong. Nó là một con bét khí đột luôn anh em. Người ta gọi là Tôn Ngộ Không đó, và ngày hôm nay mình sẽ chơi con này. Mình cầm con này và mình sẽ lên cái build đồ và nó là rất là dị luôn. Mình tin chắc là theo ý kiến riêng của mình là build đồ này khá là mạnh, và mình không biết là đã có ai lên build đồ này chưa, đó là Wukong lên full xuyên giáp anh em ạ. Full xuyên giáp ở đây có nghĩa là gì, là mình sẽ lên mấy cái món đồ và cộng khả năng mà nó là xuyên giáp. Mình sẽ lên hết tất cả các món mà có thể khả năng xuyên giáp cho mình luôn, mình sẽ lên hết. Ví dụ như cái rìu đen là hai cung xanh luôn, mình sẽ lên cái rìu đen với hai cung xanh mắc xuyên giáp luôn anh em ạ, bao mạnh luôn. Và trước khi lên đó thì mình sẽ lên cái đồ rừng trước, thì không đồ rừng thì găng của nó là như cứt luôn. Đấy, cầm vũ công đi rừng phải nên nó dễ, chứ vô công đi lên thì khá là khó. Nên là cái build đồ này tùm. Cái món đầu tiên mình lên chắc có lẽ là chính là cái đồ rừng. Món thứ hai là mình nghĩ là sẽ lên cái rìu đen. Món thứ ba là mình sẽ lên món thứ ba thứ tư luôn, mình sẽ lên hai cung xanh lên mà. Phải nói là tăng cái khả năng xuyên giáp mát lên mà mát luôn. Cuồng đúng rồi boy. Và ngày hôm nay mình cầm cái bản ngọc đó là thu thập hắc ám anh em ạ. Đấy, để cho nó phải nói là như là hổ mọc thêm cánh khi mà có được cái bản bổ trợ này. Khi mà lên cái build đồ này thì phải nói là quá đẻ luôn, quá xá đẻ luôn. Ráng con blue coi. Ok, level 3 rồi. Campana có red, có blue, các kiểu. Đầu thì mình ráng farm thôi, tí nữa mình mua đồ xong rồi mình đi găng xong. Bây giờ hết máu hết mana rồi, găng được cái gì đâu. Một pha bay lên chưa đổi chiêu thức nó từ Wukong rồi, nhưng có vẻ đang lỗ tại vì không có mana thiêu đốt, tóc biến chạy đi rồi. Đấy, mình sẽ lên cái đồ rừng trước. Cái đồ rừng mình lên đó chính là cái đồ rừng mà trừng phạt slow này mà, là mình cần cái giày để mình đi găng. Khởi đầu khá là thuận lợi khi mà không ai cúp rừng mình, kể cho nó cúp rừng mình thì khá là khó luôn. Vì cuộc công đầu cũng khá là mạnh, nhưng mà gặp team nó rừng bên kia thì nó cướp rồi. Dạ ôm Tinh rồi, xong Yesu đai rồi. Elite tóc biến, ngồi không tóc biến luôn à, căng đấy. Hai tóc biến luôn. Boss nè, tôi xuống boss nè. Nghe nói ở dưới boss hết spell. Nghe nói ở dưới boss hết spell. Ồ, tóc biến rồi, tóc biến. Chạy hộ nè, một mạng hai mạng. Ok, let's go boy. Bắt đầu khá là thuận lợi luôn, một phase khuya thông thạo. Kẹn lời. Ngon rồi, ngon rồi. Một cái đầu tốt. Để tôi gắn mít luôn cho. Thằng mít kia Wukong này nó có bị hổ báo lắm này mà.
Yasuo mình. Rồi luôn Yasuo mình nó tự chơi. Ôi, ê. Tại sao lại không giết thằng Wukong kia? What the fuck? Tại sao lại không giết thằng Wukong kia? À, ăn chay à. Wukong ăn chay à. What the fuck? Rally boy. Lộn, Yasuo ăn chay à. Quá đáng này. Nhà mua đồ rừng lên em. Chỗ này đi găng là gặp thằng Yasuo này là không ổn rồi. Mạng đến tay mà còn không muốn ăn nữa thì làm ăn được cái gì đây. Rồi đồ rừng hoàn thành rồi à, giờ các cái xì lâu để đi găng cũng khá là khổ. Đỡ khổ hơn rất là nhiều. Tại con Wukong này đi găng là nó không có CC gì đó. Nên mà nó không có xì lâu, không có xì tuôn, không có con gì, không có cái gì để mà găng được. Một cái W để tàn hình ra đập một cái xong rồi chạy vào rừng nữa. Tao có vẻ chuối ngon đây. Tao mình lên 16 rồi, tao mình lên 16 rồi. Chờ nó đi, đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó, kéo lại. Chờ nó đi. Chờ nó. Chờ đi luôn. Này, mèo tóc biến. Ok, ok. Ok. Mẹ gặp thằng cầu hó đen rất không vừa đánh trước. Khó chịu thiệt. Sao không chơi? Sao không chỉ rờ luôn đi ông? Ông này đầu đen cạn lời luôn á. Thấy mình lên găng mà binh gì còn không muốn lên sớm nữa. Không là găng mấy cái bọn này thì mệt mỏi thiệt chứ. Ok liền mà năm rồi. Con red thứ hai. Phải solo kill rồi. Ewi lướt về cũng quyết định bay lên đánh cho Wukong level 7 hơn Yasuo 1 level. Ô tôi tới đây, tôi tới đây. Biến bóng mà chạy đâu. Mày. Hây dạ. Rồi, nice serve hay quá. Let's go, làm cái linh hồn nào. Ok. Mày tin mày binh lần nữa là tao farm luôn không? Tao farm luôn á, không cần mày binh luôn á. Sao? Mày vào binh CC. May mày trận này không sủng nhi vậy thôi, mình farm hết rồi á. Đi găng cho cá mẹ còn binh cái quần. Ok level 6 rồi boy. Một chiêu thức phải nói là quyết định cái trận đấu này. Mình xanh hay không là nhờ tận dụng cái chiêu R này có triệt để hay không thôi anh em. Ráng farm tí nữa về mua cái đồ rằng luôn cho nó dắt chơi người chơi. Đấy. Và nếu như anh em có yêu cầu gì hay thì anh em đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Và mình sẽ xem xét ý kiến của anh em để mình làm. Cái nào thật sự hay, cái nào thật sự có ý tưởng thì mình sẽ làm cho anh em. Còn nào nhàn quá hoặc là quá dễ thì mình sẽ bỏ qua. Đấy. Mình làm video là dựa trên ý kiến của anh em, bình luận ở phía dưới nè anh em. Đừng ngần ngại gì mà hãy cứ bình luận ở phía dưới cho mình thêm ý kiến nha. Có nhiều anh em nói là mình không bao giờ mình làm theo bình luận của anh em cả. Cái này là sai anh em, hoàn toàn sai. Là vì mình lọc ra rất nhiều bình luận không được làm nên là anh em cứ tưởng vậy thôi. Ồ, mất công là cái đỉnh lắm bạn. Ray găng mít đúng không? Các bạn, xong rồi fan một hang quá xong chửi. Bố mà không muốn găng nó luôn. Chưa đủ lên đồ rừng này. Người lề. Hèm. Nó ra, nó bổ chết luôn. Binh cái gì? Tao binh mà luôn á được không? Ui chết nha, 1-4 nha. Yasuo Việt Nam. Yasuo Việt Nam boy. Yasuo Việt Nam boy găng một. Lúc đầu là ảnh 0-3 nha, mình găng 1-3 xong rồi giờ lên 1-4. Quá tuyệt vời luôn. Đây này có chuối, có chuối. Hi. Thôi tao. Mày chạy đâu? Ê kích. Mi binh chấm họ binh nè. Ui hụt con nhục quá. Mình không giết được nó không chửi mình. Mình không găng nó không chửi mình. Mình găng nó không chửi mình. Mình farm nó không chửi mình. Đúng là Yasuo Việt Nam là best KMNR đó luôn rồi. Làm không làm
cái gì nó cũng chửi à. Ngu hay không ngu, không ngu hay ngu nói một lời. Nó Twitter, nó rồi nó báo mình ngu. Mất cái W nha. Mày thích binh không? Lại bố mày phải mất cái đặc quán của mày luôn á sủa. Rồi, đây là cái linh hồn nè. Ok, cái trụ lẹ anh em, cái trụ này cái trụ đầu. Vãi lìn. Nhìn từ Việt Nam. Oh yeah, let's go. Chị Châu. Muốn ra giúp nó đẩy trụ à, xong rồi mình tự thưởng cho mình luôn á bằng vài con lính của Len đó thôi mà nó đã tóc biến rồi, quá tuyệt vời luôn. Ốc Linh đánh thì ngu, vâng 101 ngu quá, 14 thông minh, yeah, uhu 14 uhu rồi chết xong rồi run. Mướn luôn. Thanh niên mù ha. 1-4. Rồi giờ mình sẽ lên phải nói là cái đồ rừng anh em à. Hu. Rồi mình rơi tiếp đi con. Rồi mình sẽ lên đồ rừng này phù phép chiến binh. Và món tiếp theo mình lên đó chính là cái rìu đen anh em à. Cái rìu đen. Tại vì cái món này là cũng có xuyên ghép luôn. Và lên cái món này xong thì mình sẽ lên tiếp tục là hai cái cung xanh này này mà để gia tăng mát cái độ xuyên ghép của mình. Và đập một cái là xuyên hết tất cả, xuyên hết cái lực, xuyên hết tất cả những gì mà nó có luôn. Còn hai không đây à, không thấy rồi, rồi luôn. Tay mình là thấy cái boss là đánh được nhất rồi. Hai lên kia thấy xì đè quá. Ok, lên cái top vét cái mạng nào. Top vét cái mạng nào. Ê, ôi có chuối, có chuối nha. Pham. Thôi. Đầy cây đó anh em. Bạn phải thốt lên một câu là vật cờ lờ luôn mà. Vãi lình chưa. Đầy cây đó, đầy cây mà bay về một combo rồi có chết luôn rồi. Sức mạnh quá kinh khủng. Một năm rồi à. Trời ơi. Bạn đánh hay quá, bạn đánh hay nó nổi mà. Một năm luôn cơ. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời Yesu. Mình vẫn đang làm tốt cái trách nhiệm của mình đó là một thằng đi rừng. Nó thể ở găng mỏ lên. Sao mà là pha ma? Ôi giời ơi. Mình chỉ muốn xuống đây mà lấy cái linh hồn thôi. Căng quá. Người ta có câu là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nó qua cái lão mới tọa lòng nhau chứ anh em. Mình đánh chơi game thì gặp mấy thằng này nó mới vui, chứ chơi game như bình thường thì quá là chán luôn, không gì là đặc sắc cả. À, thanh niên muốn vô kẻ con bà lu, nguy hiểm, kẻ thọ đi, mình dùng đem nhanh hơn nó mà sao nó kẻ được, tính đem coi, rồi, hên quá, thanh niên rồi chuối nè. Quá tuyệt vời luôn. Có tôi. Đây. Phúc. Wow. Thằng này luôn. Dây xuống nó chết đi. Chết đi dây xuống. À, không chết được. Triple kill. Mình đánh mình ngu lắm. Bị thằng dây xuống nó chửi ngu mà. Nên mình phải tỏ ra cái độ ngu của mình. Nhưng mà thật sự đánh không có ngu được anh em à. Thanh niên Yesu ăn rét không nổi luôn. Bố ơi quỳ luôn. Ăn rét không nổi luôn. Đấy, không ăn thì mình ăn thôi. Bạn nhường thì mình ăn thôi chứ. Bạn nói cho mình không ăn đó là một cái tội lỗi.
bờ một thằng ốc chó nào nó đi qua thôi anh em, tại vì con rết này rất là thơm, mình nghĩ là sẽ có thằng nào nó đi qua. Ơi thúc, oh yeah, let's go boy. À, đây đây nó level 8 mà, level 8 anh em coi nè, coi sức mạnh cái build đồ này nè, coi nè. Húp. Thấy gì chưa? Anh em đã thấy cái gì chưa? Đầy cây đó, đầy cây mà bay về đập cái quy là gần chết luôn đó. Wow, kinh khủng chưa? Hấp dẫn chưa? Ho ho. Đấy, 602 mặc dù không quá là xanh nhưng mà đủ kêu là xanh với cái map này rồi. Từ nó bay vào mày chưa đòi anh em của tao, mày chưa anh em của tao, hay luôn chạy hộ nha. Ui cái thiệt bị chói mé. Về thôi what the fuck, xéo hiểu luôn. Vào đây đợi họ W đã. Ok dụ nó vào. Đông hủy. Mày nè, bình tĩnh em ơi, bình tĩnh em ơi, đó hồi skill đã. Đừng à, nó bắn thốn quá, nó bắn viên thứ 4 thốn vãi đái luôn mê. Chết mày nó, hay, hấp dẫn. Ngon. Jesus đang thể hiện một mẹ Jesus rồi. Cú công rồi, Jesus bay hất tung lên, Jesus đang lướt một file quăng quy lóc lại rất là hay luôn mà không có rỡ này Jesus. Rồi Rêu riêng hoàn thành rồi, ok. Ôi, mua lỗ mình thuốc. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên cái cung xanh. Và cái món cung xanh này là mình sẽ lên cung xanh vết thương sâu trước anh em à. Tại vì mình thích vậy, nó rất là mạnh. Nghĩ là cung xanh mà cứ như vết thương sâu là nó mạnh hơn cái cung xanh kia. Mình lên và lên cung xanh đầu trước nó cũng vậy anh em, mà tại vì trận này là mình quyết định là mình lên hai cung xanh luôn. Mình chắc chắn là phải lên hai cá rồi. Dù lên trước hay lên sau là cũng đều như một thôi, không quan trọng lắm. Quan trọng một cái là giờ mình phải đi ăn quá nhiều, mình tích cái linh hồn này, tại vì cái linh hồn này là nó tăng tiến theo thời gian nên rất là mạnh luôn. Đấy đồng đội ké thay quá. Vâng, bạn hỗ trợ 5 mạng trong tổng 21 mạng. Bạn kia đồng đội ké thay quá. Vâng, quá tuyệt vời luôn. Ok, đã tích được 126 linh hồn rồi em ơi. Nó cộng thêm rất là nhiều đam đó. Bèo phê luôn. Ở dưới bó có chuối. He. Ở dưới boss nghe nói có chuối. Nhưng mà làm sao mình thích farm lên cái thằng Jesus hơn ha. Ok. Nó chửi mình thằng nhóc rồi nè. Nó dám chửi mình là thằng nhóc rồi. Chó rồi. 26 luôn. Cặt. Có chuối không ta, có chuối ta. Gặp lâu lâu mà gặp mấy thanh niên Jesus kiểu gì mắc cười vãi đá luôn ha. Hó cái gì đây biến về lộn đi con, để chú này bố mày ăn. Búp. Mày chạy hộ nha. Tóc biến cái gì lên bảng đếm số đi con, để tao cho mày đi đường hàng không cho nhanh. Thanh niên Jesus ức chế quá, một phiếu đầu hàng luôn mới căng chứ. Gặp mấy cái thể lọ này cũng đau đầu được chứ anh em. Ok, về đây. 1.5k tiền rồi, cũng giàu rồi, 91. Ui, từ. Tàn hình nè, rồi, mày sao? Bạn tàn hình luôn à, đầu đen. Hấp mana rồi, cứu. Áo mày si. Trời. Cạn lời luôn. Phải cái linh mà nhìn thằng rừng kìa, nó cứ chôn tao, chôn cái quần. Bố mày làm một tốt cái nhiệm vụ của bố mày rồi đó con, vừa xanh vừa găng được, vừa farm giùm bạn nữa. Bố mày nữa. Mày sẽ lên cái cung xanh.
hoàn thành được hai cái món xuyên ghép đầu tiên và phải nói là rất là mạnh ở trong trận đấu này rồi. Và món tiếp theo mình sẽ lên là cái cung xanh còn lại, và hai món còn lại ở cái ô trống thì mình sẽ lên món sát lục rồi anh em. Tại vì cái build đồ này á là anh em đánh nó xuyên ghép đúng không, xong rồi anh em cộng trong cái sát lục nữa thì anh em nghĩ đây, xuyên hết ghép của nó, xong rồi là cái sát lục, sát lục là sát thương của nó là mạnh vãi cái đái luôn. Xuyên ghép nó hết ghép rồi, xong rồi sát lực chọt vô thì cứ như là thốn vãi cái cất luôn á. Jesus đang thể hiện, Jesus đang thể hiện rồi. Có tôi nè, có tôi nè, có tôi nè, có tôi nè. Mày sao? Mày sao? Một đập. Mày sao? Úi. Kẻ thầy nha. Lên trình rồi. Bạn Jesus mới lên trình rồi. Red không? Có red luôn, ối rồi ôi, ăn ở tốt quá mà. Ngon stream 158 linh hồn. Ấu gì, ấu gì, ấu gì. Ê, có chuối, có chuối, có chuối, có chuối, có chuối. Có chuối, có chuối, hai trái chuối luôn. Ờ, chuối chín nha, chuối chín nha, chuối chín nha. Rinh, 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 rinh. Rinh. Một đập. Trở đây. Đây đây đây, đợi mình, đợi mình, đợi mình móc ra. Ồ, nó chạy được khô quá. Sao bạn, sao bạn, sao bạn, hồ hôi, what the fuck. Cứu mình, happy. Ok 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 ok. Ờ, bay vào giữa chiến trường mà vẫn không chết. Đúng là mình mạnh thì mình làm cái gì nó cũng cũng đúng rồi anh em, còn mình yếu thì mình làm cái gì nó cũng gọi là một sự ốc chó nhẹ nhẹ ở đây. Cho Jesus về vào trước, Jesus về vào trước, bụp, ok, wow, quá đơn giản luôn. Nên Jesus bị kế ức chế phải. Rồi món instant tiếp theo, ok, mình đã hoàn thành được cái build đồ là full xuyên dép anh em ơi, mình đã lên được cái rìu đen, hai cung xanh như là món đồ rần rồi. Phải nói là giờ xuyên ghép của mình là bé cháy còn bỏ chiếc luôn rồi, bé bé luôn rồi. Giờ xuyên ghép phải nói là đập thốn cho rốm luôn, thốn xuyên rốm luôn. Mới tiếp theo mình nghĩ là mình sẽ lên cái sắc lực, còn bán mình máu được mình sẽ lên cái món kia là món sắc lực luôn. Tìm chuối nào, tìm chuối nào. Giờ này mình sẽ trở thành thợ săn, săn mấy con mồi nhỏ nhỏ bơ bở ấy, như những con mồi này ấy. Ngon nè, ngon nè, ngon nè, con thỏ này ngon nè ấy. Ôi trời ơi, bốn cái chuối luôn. Quay được kêu, quay được kêu, quay được kêu nè. Oh, wow wow wow, thơm 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 thơm. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Ôi thần linh Jesus, thần linh Spock. Bụp. Cho tôi. Đúng rồi, chiếc bầu kêu nè. Đúng rồi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Giúp tôi, giúp tôi, giúp tôi. Trời ơi, đập của như đập rác gì á. Phá linh mỗi đứa một đập là chết luôn. Phái thiệt cái video này. Mình quay cái rờ thôi là tụi nó mất hết giáp rồi. Qua đây kêu của tôi đâu. Ấy, qua wow, nó tự tử rồi. Bỏ luôn cái kiểu này thôi rồi, bằng niềm tin rồi. Nó chơi lầy quá khó. Biết ghê rồi. Cạn lời. Ok. Thanh niên định biến về nhưng không thành công rồi. Mấy nó biến về trong nhà mà luôn. Căng rồi. Mày nó có mấy cái chiến thuật căng rồi nha. Rồi mình đã 16-1 rồi. 16-1 tự nào không hay luôn. Sẽ lên cái mình nghĩ là mình sẽ lên cái dạ kiếm, nghĩa là mình sẽ lên cái dạ kiếm kết hợp với cái W của con này. Ủa Jesus ơi, 5-8 rồi hả, ghê ấy, hay ấy. Cái tiếng bộ, cái tiếng bộ. Ủa kêu Jesus. Tôi đi Jesus.
cái video này thật sự rất là hợp với con Wukong anh em ạ. Tại vì khi mà nó bay vào nó rò đúng không, mà trong khi rò đó là nó tích được 5 điểm hay là 6 điểm cái gì đó của cái rìu đen rồi, nên trừ giáp rất là nhiều luôn, cộng với cái hai cái cung xanh này nữa. Thì anh em con này con nào phúc đấy, mà nó nói về rất là easy luôn, rất là dễ. Anh em là muốn vừa dễ có thưởng là anh em đã chơi cái build đồ này, dễ chơi dễ có thưởng, dễ chơi dễ trúng thưởng luôn. Được cái build đồ này là dẫn thời gian hồi chiêu nó cũng là bé bé luôn nên xài cực thoải mái. Ê chuối phúc đi đâu từ. Ngu rồi. Mày solo. Thằng gì? Thằng gì một cái này mình chối hụt mà một cái này nó chối trúng kìa. Nhục ghê đó trời. Được cái build này là nó không có hút máu này mà, nên một khi là mất máu là xác định luôn ơi. Chỉ chờ hồi máu thôi. Rồi, một cái này mình sụp bọt nó con nó quẩy rồi con ạ. Wow, hơi bị kinh nha. Video này là hơi bị kinh luôn. Rồi nó chơi mình cú. Mày chơi tao. Ấy, mình muốn có một câu hỏi cho anh em là thằng Elite nó đi đâu rồi ta? Tại sao nó đu xuống mình là tự nhiên nó mất tiêu rồi? Lỗi game hả? Câu hỏi khó nha. Câu hỏi là thằng Elite tự nhiên nó bay ở đâu nó xuống mình xong rồi tự nhiên nó mất tiêu luôn. Wow, không hiểu luôn, tự nhiên mất tiêu luôn. Rồi 19-1 cái what the fuck rally. Mình thật sự là mình không biết mình lên 19-1 khi nào luôn á. Mấy đúng là dễ chơi dễ trúng thưởng mà. Build này nó là best luôn. Cho anh em nào muốn tập chơi vô công thì anh em cứ lên cái build này đi, bao mạnh luôn. Vừa cái giảm gian hồi chiêu rồi xong rồi vừa có sắc lực rồi vừa có chuyên giáp là bé bé luôn chứ không phải là có một chút. Cái gì đó bất ổn, hóa ra là người đáng mới hồi sinh đậu đen. Nó tích được là 250 cái linh hồn rồi mà anh em nghĩ đi, cỡ 300 linh hồn là mình bé rồi á. Thì cái linh hồn này tích rất là khó, nên mình nghĩ là cỡ 300 linh hồn là mình phải nói là cần hết được cái map này rồi. Gần 500 đam mà. Tụi này tuổi gì? Cho mình xin kích tuổi bạn ơi. Tôi con lợn hay tôi con heo đây? Mình sẽ đi thấy rồi. Lên. Trời ơi gần chết. Lướt cái gì hả? Trời ơi vãi thiệt. Anh em thấy gì chưa? Yesu đầy cây còn dép mình lướt e và mình đập thường một cái thôi, đập cái quy á mà nó gần chết luôn. Còn có tí máu à. Trời ơi vãi thiệt chứ. Con này. À, nó chạy đường khô rồi. À, thằng này được. Còn video này là đập người là bé bé luôn anh em. Người là đầu đen nó sợ luôn rồi, khóc thét luôn. Đâu rồi, tụi nó tập trung hết mít hết rồi. Fucking wow sịt tuyệt, từ. Nhìn đây là có chuối lắm. Ngon. Búp. Easy game boy. Easy game, easy life. Băng chủ luôn nè. Chờ nó đi, lóc lên. Rồi hai mươi hai chích một cái đậu đen nó bao mạnh luôn anh em thề. Coi nè, cho đẹp qua một combo rồi. Let's go, yes. Ok, mọi quá easy luôn, dễ chơi dễ trúng thưởng mà anh em, rất là easy nha anh em, rất là dễ dàng luôn. Anh em cứ cần bay e vào, anh em đập quy một cái là các bạn bay e vào, đập quy cái là các bạn không, mình xin phép là win cái ván này luôn nha anh em.
Ok, và tạm biệt anh nha, và hẹn gặp lại anh em vào video sau. Hãy chắc rằng nhớ like và share cũng như đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Bye.